sao có nhiều bodyguard đi theo em như vậy? Em đi thi thôi mà. Dạ, đây là vũ đoàn DCP Dancing Team. Dancers, yeah. Dancer, yeah. Tới làm gì với em? Dạ, tới nâng em lên trên sân khấu. Wow, đã hỗ trợ em nhảy thôi đó hả? Dạ. Oh my god, anh mới vừa thấy em trình diễn ở Singapore. Congratulations, yeah. This is amazing. Singapore, là quý vị thấy Thảo Trác đi diễn ở Singapore trong cái Bigo, đúng không? Rồi bây giờ thì tới phần thi này đó. Em mang bao nhiêu vũ công như thế này? Cho anh hỏi thiệt đi. Nhà em giàu hả? Em có tiền hay gì? Nhà em giàu. Em có điều kiện hay sao? Thì because bây giờ they not cheap, they expensive. How do you afford all them? Từ năm ngoái đến năm nay là một năm để em được, để em chuẩn bị cho bản thân mình để xuất hiện một lần nữa thật là ấn tượng, thật là trọn vẹn và hoàn hảo nhất trước mặt của mọi người. Cho nên là trong một năm đó em phải làm gì? Em làm cho hình ảnh em đẹp hơn chứ không phải là em để dành tiền để mướn những cái chàng sexy này thôi đó quý vị. Anh rất là khao khát muốn coi em đi vào vòng chung kết và em có thể làm trò gì nữa cho chương trình. I'm so excited. Good luck em nhé. Dạ, em cảm ơn. We gonna get it. Và thưa quý vị, cặp thí sinh kế tiếp đến với vòng thi bán kết ngày hôm nay, một thí sinh có một giọng hát rất ma mị và một thí sinh nữa có một giọng hát mỗi lần nghe là hết hồn. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu phần thi của Thảo Trác và Jennifer Nguyễn. Thảo Trác, số báo danh 9999 sẽ trình bày một mashup Bên Trên Tầng Lầu và Trần Ái. Lướt qua thật mau, vì
vì sao em phải khó, có đang đi buồn đâu, dù khi môi em nâu khóc phút chốc đã với u sầu. Tự dưng buồn thế, tự dưng lặng lẽ, tự dưng nhỏ bé, tự dưng cần có ai vỗ về, tự dưng mong mãi, tự dưng cảm lại, tự dưng nhìn quanh, tự dưng cần có ai bên cạnh. Na 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 na, yêu nhau thôi đừng hết xa rồi. Na 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 na, yêu nhau đi. Hình như em yêu đuối cần một người, giang đôi tay nơi có anh đây rồi. Hình như em trông vắng sợ một mình, sao anh không? Vì sao em phải khóc? Đỡ mệt chưa? Dạ, em cũng sắp đỡ à. Sắp đỡ rồi hả? Dạ. Bây giờ mình nghe bình luận rồi mình lấy kết quả rồi mình mới biết mình mệt hay không mệt ha. Dạ. Dạ, xin mời giám khảo chú Đồng Sơn. Cảm ơn Thảo đã đem đến tới chương trình một cái đầu tư rất là ấn tượng. Nhìn cái dancer không là thấy đủ ăn tiền rồi. Mà Thảo hôm nay nữa, Thảo diện một bộ đồ rất là đẹp, rất là hợp với cái bài hát này. Chọn một bài hát rất là thời thượng, có nghĩa là rất là thời trang trong lúc này. Thảo gần đây mình có theo dõi Thảo thì thấy có những cái sự kiện giống như Thảo, cái hình ảnh của Thảo được xuất hiện ở Times Square New York. Thảo có thể cho mọi người biết sự kiện đó là cái gì không? Dạ, cái đó là công việc của con ở trên cái app livestream của con. Thì do cái app đó là mang tầm cũng thế giới đó, cho nên là may mắn là con được mọi người yêu mến. Thì con cũng có hát ở trên livestream, nhưng mà không có hát sân khấu khó như vậy, nhưng mà vẫn hát và mọi người yêu thương. Cho nên là con được top 1 thế giới. Thì top 1 thế giới thì được quảng cáo trên quảng trường Times Square. Phải nói rằng là chương trình The Male Voice rất là may mắn có Thảo tham gia. Bởi vì Thảo là một nhân tố gọi là nổi tiếng, nổi tiếng trong cái giới Beagle. Chúc mừng Thảo với những cái thành công đã đạt được. Với cái bài hát này, để gọi là phô diễn cái giọng hát của Thảo thì tôi cho rằng là nó chưa chính xác lắm. Bởi vậy, thí dụ giống như là khi mà Thảo vô cái câu hát đầu tiên là đã bị lạc, hơi bị lạc giọng rồi. Và đặc biệt là những cái chỗ mà hớ hơ, rồi na hớ hơ, rồi cái he he cuối cùng, tất cả đều bị shaky lắm. Cho nên Thảo có một cái yếu tố về là giải trí rất là cao, nhưng mà tham gia cuộc thi thì tôi nghĩ là nếu mà Thảo được vào vòng chung kết, nên chọn một bài hát nào mà nó khai thác cái giọng hát của mình 100%. Với cái bài hát này hình như là có một tông lower, có nghĩa là Thảo có thể lên lại một tông để mà hát tốt hơn. Nhưng mà nếu nói về cái yếu tố mà giải trí, đây là một tiết mục hoàn hảo. Yeah, cảm ơn Thảo. Dạ, cảm ơn. Ok, và cảm ơn giám khảo chú Đồng Sơn. Thế còn giám khảo Thiên Nguyễn, anh đã nhìn thấy Thảo Trác, thí sinh của chúng tôi từ mùa 1 thì bây giờ đến mùa 2. Và anh thấy thay đổi như vậy, anh có ưng ý không? Rất là ưng, rất là thích làm cái gì đó mới cho những người xem và khán giả xem truyền hình nó thấy mình khác đi. Nó không phải là khác đi về để làm thay đổi mình đâu, nhưng mà có nghĩa là làm cho người ta đỡ nhàm chán đó em. Nhưng mà tuy nhiên là anh vẫn thấy em không có hoàn thành tốt cái khả năng thực sự của em, và em biết được cái điều đó, đúng không? Nhưng mà anh vẫn thích cái cách trình diễn như bây giờ. Em thay đổi, em làm cái gì đó cho chương trình, làm mới mẻ mình, làm cho mình thấy hoàn thiện hơn. Và tuy nhiên thì tổng thể một cái bài hát thì em chưa có hoàn thành tốt lắm nhé. Thank you Thảo. Hiểu lần trước anh đã nói cái gì? Em nhớ cái trước anh nói gì không? Anh nói là em mà hát jazz nữa là anh sẽ cho bạn khác vào trong phòng trong. À,
cho nên là lý do là lỗi tại ảnh. Là lỗi tại ảnh, ảnh kêu em. Em mà giữ một màu riết là anh sẽ phải đành chọn bạn khác chứ không phải là ý là không đúng đúng. Cái điều nó anh Tâm phải hiểu cho em ở cái chỗ này nè. Có nghĩa là khi nào mà cái một cái gì đó hai cái người mà nó bằng nhau, phải không? Trình độ hay là cái gì đó nó bằng nhau mà mình không làm cái gì đó nổi trội hay là khác với người ta thì đương nhiên là anh sẽ chọn những cái người nào đó người ta làm mới mình hay là làm thêm mình. Thôi anh ơi, anh đừng đổ lỗi nữa, anh bắt người ta đổi bài rồi. Đâu có đổi bài, đâu có đổi bài. Đổi cái style của người ta rồi bây giờ người ta không có làm được tuyệt vời rồi bây giờ anh mà đặt anh bẻ đường khác. Nhưng mà anh nói em cũng em nghe lời anh nè. Đừng có nghe lời đàn ông ai cũng thích nhìn cái mới hết. Em ông người ta cứ chán cái cũ đó cho nên em phải hiểu. Trời ơi. Có muốn nghe anh nè. Ông ơi, anh cũng đàn ông mà. Thôi em xin lỗi. Ủa sao em nói vậy mà sao ở dưới cười là sao? Em đàn ông thế. Thương em. Ok, thôi, chúng ta hãy nghe một người đàn ông thiệt nói. Xin mời giám khảo Johnny Dũng. Anh nói cái điểm good ra là khi Thảo bước chân ra đó, Thảo into the song, cái người dancer nhảy rất là hay và cảm ơn cái sự đầu tư đó bởi vì các dancer làm cho mình rất là hấp dẫn. Rồi Thảo ra Thảo hát, Thảo đưa tay, Thảo into the song, your eyes, con mắt của Thảo đó gọi là nhắm lại để đưa tay lên rất là into the song, rất là hay. Rồi giọng hát cũng rất là đẹp. Chỉ có một điều là có những lúc vì là mình hát theo cái lối nhạc jazz mình áp dụng đó, nó vẫn chưa được rõ chữ cho lắm. Cái chữ thứ nhất là những cái lúc cái chữ nó đuổi nhau, rồi cái nốt nó hơi ngang nhau. Mình muốn hiểu cái chữ để cho mình cảm giác nó thích hơn một chút nữa. Cái chữ nó vẫn chưa rõ lắm, Thảo khắc phục điều đó. Và Thảo nên control một chút về cái tone giọng và cái chữ mình nó hơi bị đều. Đối với Trần Dũng là như vậy. Nó sẽ mình cố gắng thì nó sẽ có cái dynamic. Trong cái dynamic đó, cho dù cái bài hát nó hơi cái kiểu jazz như vậy nhưng mà nó vẫn có thể hấp dẫn người nghe nhiều hơn. Chúc mừng Thảo đã đầu tư và làm một cái phần này rất là entertaining. Rồi mời giám khảo Minh Tuyết. Hai Thảo Trang. Bây giờ nãy giờ thì thực sự là chị cũng không có rành về giọng Thảo Trác nhiều bằng anh Đồng Sơn hay là những vị giám khảo của những mùa trước. Thực sự hồi nãy anh Sơn nói đúng là tức là hai cái bài hát này là nó không đủ để mà một lần nghe để mà phô trương hết cái giọng của mình được. Chính vì thế bây giờ chị sẽ không nói về cái giọng của em hát trong cái bài hát này nhiều. Mà bây giờ chị sẽ nói về cái kinh nghiệm nếu em muốn thay đổi khi mà em hát một bài nhạc dance. Thứ nhất là với chị á, là đây là một cuộc thi. Cho nên cái quan trọng nhất là cái vocal của mình. Cho nên nếu mà em có dancer mà em vừa nhảy với dancer nhiều trong một cái khoảng thời gian chị không biết em tập bao lâu, thì nó sẽ hao hụt cái hơi của em. Nếu cái cục hơi em nó sẽ bị rất là chênh vênh khi em hát, nếu em không đủ sức để mà hô cái cục hơi của em lại thì em sẽ không có hát tròn được cái âm vực của nó được, là cái độ cao độ thấp của nó được, hoặc là giữ được cái cục hơi cho nó chắc. Cho nên á, chị nghĩ rằng á, em không cần phải nhảy nhiều. Không phải là mình nhảy nhiều là nó mới sung. Em chỉ cần em lấy một cái stand microphone, em đứng ngay chính giữa, em gắm cái microphone ngay đó và em diễn bằng cái động tác và ánh mắt của em thì nó cũng đủ wow khán giả mà em giữ được cái cục hơi của em. Ví dụ em hát cái bài dường như anh yêu đôi cần một người dàn đôi tay này nọ thì em vẫn có thể em diễn bằng ánh mắt, bằng bàn tay của em, hoặc là chẳng là em có thể em diễn bằng những cái đó, nó vẫn wow khán giả. Rồi lâu lâu em có thể là sau một cái đoạn nào đó em có thể rút cái microphone ra khỏi cái cây, rồi em có thể là em đứng em diễn gì đó theo dancer một bàn tay một này một chút thôi để mình vẫn giữ được cái cục hơi của mình để mà mình hát cho nó chuẩn và cho nó hay. Thứ hai nữa là khi em hát một bài nhạc dance á, mà em hát bằng beat á, thì em nên
có những cái khoảng mà hát bè ở trong đó. Rồi ví dụ cái câu mà là sao em mới hát cái câu kia, thì bởi vì thì em sẽ không lấy, em sẽ dễ lấy hơi hơn. Vì một mình em hát như vậy, vừa hát vừa nhảy em sẽ không lấy hơi kịp. Thì đó là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ chị muốn chia sẻ. Nếu sau này em hát cái dạng dòng nhạc dance này và em có dancer. Và điều thứ ba nữa là đã là cuộc thi mà em bận một cái áo nó quá dài như vậy, chị thấy em cứ lính qua lính quýnh em quật cái áo không à, thì em đã bị chi phối rồi. Nếu em muốn bận dài như vậy thì em phải học cách để mà quất cái áo như thế nào nó không chi phối cái bước chân của em và nó không chi phối giọng hát của em. Ngoài ra thì em rất xinh đẹp và em có một giọng hát rất là sáng, rất là ăn microphone. Và chị nghĩ là cái hát nhạc trẻ mà xinh đẹp mà có một chất giọng như thế thì là một cái tương lai thật là sáng lạn cho em. Chúc mừng, em cảm ơn chị. Em sẽ thay đổi ra, em ghi nhận. Cảm ơn chị. Mời giám khảo Y Lan. Thảo chắc cái phần trình diễn của em, để mà ở trong một cái vòng thi thì phải nói rằng nó rất là nổi trội. Mình không đem để so sánh với một người chuyên nghiệp, một người ca sĩ chuyên nghiệp. Thì trong cái buổi thi ngày hôm nay chỉ có một bài của Thảo Trác là có đầu tư và nhịp điệu mạnh để cho thay đổi một cái không khí về âm nhạc. Thì cô thấy rằng không có điều gì để chê về Thảo Trác trong phần trình diễn này. Tuy nhiên về những cái lỗi về giọng hát thì cô nghĩ cô không nói thêm nữa nhé. Là tại vì mọi người nói cũng khá đầy đủ rồi. Cô chỉ có nhắc đúng một điều thôi, là những khi mà mình là một giám khảo như cô, mà cô nói là Thảo Trác hôm nay hát hát không được tốt, thì cô phải nói rõ hơn là không tốt chỗ nào, để cho Thảo Trác nắm vững được cái điều đó, để còn phải sửa đổi lấy chính mình nữa. Thì cô nghĩ một điều duy nhất mà cô nhìn nhận trong cái phần hát của Thảo Trác là những cái nốt cuối của Thảo Trác nó giống như là Minh Tuyết nói là vì hụt hơi chẳng hạn như vậy, cho nên nó luôn luôn nó cứ bị drop xuống. Thay vì giữ cái nốt nó được chuẩn đó thì là nó bị phô, không phải chênh mà phô tụt xuống dưới. Cho nên đó chỉ là một nhắc nhở thôi, chứ còn là cô nghĩ rằng và hy vọng là Thảo Trác sẽ được vào cái phòng trong tiếp. Tại vì cô còn muốn được nhìn xem nếu mà Thảo Trác lựa jazz mà hát thì như thế nào mà người ta lại bắt Thảo Trác là phải đổi qua một cái loại nhạc khác. Khẳng định lại một lần nữa là chưa bao giờ nói đổi cái thể loại nhá chị nhá, an tâm nhá. Phần bình luận đã hết, xin mời giám khảo Tiên Nguyễn cho số điểm của mình. 9 điểm. Cái mặt dạy gái thấy rõ. Giám khảo Tiên Nguyễn là 9 điểm. Xin mời giám khảo Johnny Dũng. Anh gửi em 9 điểm. Một cái 9 nữa. Và xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị cho em 8.75. Một cái 8.75. Và số điểm của giám khảo Ý Lan và giám khảo Đồng Xanh sẽ được dấu lại. Cảm ơn em, chúc mừng em rất là nhiều. Okay, tôi đến cạnh nước mắt dừng tròn. Why are you crying? I thought you did it really good. Are you crying? Is it real or fake? Is it part of the show? Real or fake? Of course it's real. But tell me why are you crying? Just I did not good. Tất cả những người dancer ở đây quý vị, this is a Hollywood boys. They dance with a lot of show. Họ nhảy cho tất cả những ca sĩ mà rất là nổi tiếng, vừa Việt Nam và vừa ngoại quốc. Một nhóm nhảy như thế này để hỗ trợ cho Thảo Trác diễn một cái bài rất là, đối với anh thấy rất là thành công. And I keep question, why are you crying? Are you not happy enough? What else do you want? Just not good. So you want more boys? just not good? Yeah. What does good mean? Like my hands shaky, my voice shaky, everything like nervous, so much nervous. Thảo Trác đã diễn xong cái phần dự thi của mình rồi và bây giờ kết quả của Thảo Trác là phải chờ đợi. Em nghĩ em có đi tiếp tục không? Are you move on? You think you can pass this round? Em cũng không có chắc chắn được, nhưng mà có thể là 70% sẽ được pass hoặc là 80% gì đấy. Why are you feel that way? Why not 100%?
Tại vì thiệt ra hôm nay là cái bài của em, em biết nó bị chênh phô cái chỗ nào em cũng biết, em cũng thấy. Nhưng mà kiểu như là kiểu mình bị tâm lý quá. Năm ngoái em cũng bị tâm lý, em cũng ráng thi một lần nữa để em khống chế cái phần tâm lý đó. Nhưng mà Cho anh hỏi thêm là hồi nãy đó quý vị, nếu quý vị có thể coi được cái chương trình của Thảo Trác thì quý vị đã biết được là anh Đồng Sơn từng nói hình ảnh của Thảo Trác được quảng trường New York Times Square chiếu rất là rộng lớn ở bên New York. Thì với cái khuôn mặt của Thảo Trác như thế này và cái sự nghiệp ca hát của em mới có chớm nở thôi, là em đi một khoảng cách rất là xa như thế, thì nếu em đoạt được giải thi The Nail Voice, em muốn em sẽ trở thành một ca sĩ như thế nào? Thiệt ra là em cũng chưa có tự tin mình sẽ trở thành ca sĩ, nhưng mà em cần một cái thời gian rèn luyện em trên sân khấu và rèn luyện em trước tất cả các khán giả, và từ đó em rút kinh nghiệm cho mình. Rồi khi mà em cảm thấy em chắc chắn được rồi, em bắt đầu mới dần dần lòng tin của em nó dần lên, thì em mới bắt đầu là muốn nghĩ tới nè, mình sẽ thành ca sĩ như thế nào. So I really wish you a best of luck that you could. Thank you. Maybe we're gonna see you in the next round. Next round, I hope so. Right, you're gonna have it. You're gonna be in the next round, right? Thank you. Yeah, you just tell everybody you're gonna be in the next round. Tell them that's what you want. Vote for you. What? Aww. You will be. Oh, that's okay. Oh my God, I feel so bad. Can you hurt? Hey. Oh, she need a hurt. She need a support. Oh. You sound great. You great. You will be. We give you the energy. Thanks to them. Next round. Next round. Next round. Yes. Just tell them you want a next round. I'm sorry. You will see me in the next round. Because I want it. Because I want it, yeah. Right. It's amazing.